Hôm trước bài tập giao diện LPT thầy. À, cùng LPT. Rồi cái cổng LPT thì thầy sẽ chữa vào cái buổi, nếu mà chúng ta học offline thì thầy sẽ chữa vào cái buổi offline cho chúng ta. Và chúng ta tiếp tục đi tới cổng đối tiếp. Tiếp. Rồi đối với cổng đối tiếp thì thầy đã lưu ý cho lớp một số những cái vấn đề mà liên quan tới cổng đối tiếp, đúng không? Cổng đối tiếp của chúng ta hay còn gọi là cổng RS232. Đấy, thì là cái giao diện mà được chúng ta sử dụng rộng rãi nhất trong cái việc giám sát và điều khiển các hệ thống trong công nghiệp. Đó. Thế thì cái điểm khác biệt giữa cổng COM, cổng nối tiếp với S232 với cổng LPT hay là cổng song song mà chúng ta đi được học, thì cái điểm khác biệt thứ nhất là cái mức tín hiệu của chúng ta. Đối với cổng LPT thì mức tín hiệu nằm ở trong khoảng từ 0 tới 5V. À. Và quy định về mức logic thì theo chuẩn TTL, TTL có nghĩa là 0V thì tương ứng với lại logic 0 và 5V thì tương ứng với mức logic 1. Còn đối với lại cổng RS232 hay cổng COM á, thì có một cái điều khác biệt ở đây. Đó là quy ước về các mức logic của cổng RS232 thì từ trừ 3V tới trừ 12V thì sẽ tương ứng với mức logic 1. Còn từ cộng 3V tới cộng 13V thì tương ứng với mức logic 0. Đó là cái địa điểm khác biệt thứ nhất. Và cái điểm khác biệt thứ hai là đối với cổng LPT thì thanh ghi dữ liệu của cổng LPT được truyền theo kiểu bit song song. Có nghĩa là 8 bit của thanh ghi dữ liệu cổng LPT thì được nối với 8 chân vật lý của cổng LPT. Chưa? Còn đối với lại cổng RS232 hay cổng COM của máy tính thì 8 bit dữ liệu của cổng COM được truyền theo kiểu nối tiếp, truyền theo kiểu nối tiếp. Có nghĩa là các bit dữ liệu của cổng COM 1 cổng COM sẽ được nối với lại hai chân, đó là chân truyền ký hiệu là TX, TXD và chân nhận ký hiệu là RXD, bởi vì cái phương thức truyền bit ở đây là truyền bit nối tiếp, cho nên là nguyên lý hoạt động của thanh ghi dữ liệu cổng COM sẽ hoạt động theo nguyên lý của thanh ghi dịch. Đó. Thanh ghi dịch thì chúng ta đã được làm quen với lại lý thuyết của thanh ghi dịch ở trong môn kỹ thuật số rồi, đúng không ạ? Thì đó chính là hai cái điểm khác biệt của cổng COM và cổng LPT. Đó. Còn lại các thanh ghi khác của cổng COM thì vẫn giao tiếp với lại các chân vật lý của cổng COM theo kiểu là bit song song, theo kiểu bit song song. Có nghĩa là một bit của thanh ghi trạng thái hay là thanh ghi điều khiển của cổng COM thì được kết nối với lại một chân của cổng COM. Đó, một chân của cổng COM. Này thì thầy đã yêu cầu chúng ta về nhà chúng ta đọc rồi. Đối với hình dạng của cổng COM thì ở đây chúng ta thường sử dụng cái dạng chín chân. Chín chân cái hình ở bên tay phải trên màn hình mà thầy đang show ra cho chúng ta. Về chức năng của các chân, ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến loại chín chân thôi, thì trước hết là thanh ghi dữ liệu của cổng LPT
chúng ta sẽ sử dụng để nối với hai chân, đó là chân số 2 và chân số 3. Tương ứng, chân số 2 là chân nhận dữ liệu, viết tắt là RxD, Receiver Data. Và chân số 3 là chân truyền dữ liệu, tương ứng là chân TxD. Được chưa? Rồi, còn các chân khác thì các em có thể nhìn vào đây. Chúng ta thấy là, ví dụ như ở chân số 1, có ký hiệu là DCD, nó là nối vào. Thì chắc chắn là chân số 1 này sẽ được nối vào một bit của thanh ghi trạng thái hay là thanh ghi điều khiển. Nối vào thì được nối với lại thanh ghi gì nhỉ? Minh Nhân vừa vào nào. Chân số 1 DCD là chân nối vào. Thì chân này sẽ được nối với lại bit của thanh ghi nào? Thanh ghi điều khiển hay là thanh ghi trạng thái? Đọc Minh Nhân. Dạ em nghe thầy. Đó, câu hỏi của thầy là chân số 1 là chân DCD, là chức năng của nó là nối vào. Vậy thì chân này sẽ được nối với lại thanh ghi nào của cổng COM? Thanh ghi trạng thái hả thầy? À, em... đúng rồi, chính xác. Đó. Nhìn vào đây chúng ta thấy là ngoài hai chân TxD và RxD là nối với lại thanh ghi dữ liệu và truyền bit theo kiểu bit nối tiếp. Đó. Và thanh ghi dữ liệu này là thanh ghi ghi dịch theo kiểu ghi dịch nhé. Còn lại hai thanh ghi là thanh ghi điều khiển và thanh ghi trạng thái thì hoạt động giống như hệt như cổng LPT. Có nghĩa là mỗi một bit thì được nối với lại một chân của cổng. Chân số 1 nối vào thì nối với lại bit của thanh ghi trạng thái. Chân số 4 DTR là nối ra thì sẽ được nối với gì? Bit của thanh ghi gì? Điều khiển, đúng không ạ? Điều khiển. Rồi, tương tự như thế. Đó, chân số 6 thì là nối vào. Chân số 8 nối vào. Đó. Thì được nối với lại thanh ghi điều khiển. Chân số 9 cũng nối vào. Nối với thanh ghi trạng thái thì xin lỗi. Còn chân số 7 thì được nối với nối ra là thanh ghi điều khiển. Nó chỉ khác so với lại cổng LPT ở đây là tất cả các lối vào và lối ra thì đều tương thích với chuẩn RS-232 nhá. Chú ý là tất cả các lối vào và lối ra này đều tương thích với chuẩn RS-232. Có nghĩa là biết áp của lối vào là vào lối ra này phụ thuộc vào trạng thái của bit vào và bit ra, đúng không? Và nằm ở trong khoảng là từ -12V tới +12V. Em lưu ý cho thầy cái điểm này nhá. Từ -12V tới +12V. Ở trong lớp mình thì vừa rồi thầy cũng biết là có một số bạn đã tiếp xúc với lại cái cổng COM của máy tính và lập trình điều khiển COM. Đó, cổng COM của máy tính. Và ở đây là chúng ta kết nối cổng COM của máy tính với lại vi điều khiển. Thông thường là Arduino, đúng không ạ? Arduino. Nối với lại hai chân TX và RX của Arduino. Đó, có thể là nối vắt chéo. Có nghĩa là chân TXD của cổng COM thì nối với lại chân RX của Arduino. Và ngược lại là chân RXD của cổng COM thì nối với chân TX của vi điều khiển. Đúng không ạ? Bạn nào đã từng lập trình điều khiển cổng COM ở trên máy tính thì có thể giơ tay đi cho thầy thấy nào. Kết nối với vi điều khiển. Nào, những ai đã từng lập trình nào? Giờ đây cho thầy xem nào. Chưa ai làm à? Hình như là buổi trước là Huỳnh Thanh Phúc có nói là Phúc đã làm rồi đúng không Phúc ơi? Dạ đâu có đâu thầy. Nha. Dạ. Có nhóm trong lớp của chúng ta thì có nhóm nào đã từng làm kết nối cổng COM với lại vi điều khiển? Nhóm nào đã từng làm rồi?
chưa có nhóm nào làm à? À thế chắc là thầy nhầm với lớp khác rồi. À, ở đây là khi mà kết nối cổng COM với vi điều khiển, các em thấy là chúng ta kết nối trực tiếp, bởi vì là chúng ta sử dụng cái cổng COM của chúng ta là cổng chuyển đổi từ cổng USB sang cổng COM, đúng không ạ? À, chúng ta thông thường là chúng ta dùng cái linh kiện chuyển đổi từ USB sang COM. Đó. Khi mà chuyển đổi từ USB sang COM, à, thì chúng ta chỉ có thể chuyển đổi được duy nhất một thanh ghi, đó là thanh ghi dữ liệu. Đó là thanh ghi dữ liệu. Có nghĩa là chúng ta chỉ dùng được hai chân là chân số 2 và chân số 3 ở trên cổng COM chuyển đổi mà thôi. Đó. Và với cái thanh ghi dữ liệu sử dụng thiết bị chuyển đổi từ USB sang COM, vẫn giữ nguyên được cái tính chất của thanh ghi dữ liệu của cổng COM. Đó là thanh ghi dịch, đó là thanh ghi dịch. Và địa chỉ thì tương ứng với lại địa chỉ của các cổng COM. Đó. Tuy nhiên, về mặt điện áp thì cái cổng COM mà sử dụng thiết bị chuyển đổi USB sang COM hoạt động theo chuẩn TTL. À, một cái điều chú ý như thế nha, chúng ta hết sức chú ý, hoạt động theo chuẩn TTL. Vì thế cho nên là các em có thể nối trực tiếp cái cổng COM chuyển đổi này với lại vi điều khiển. Được chưa? Dạ dạ, thầy nói lại cái câu hồi nãy một lần nữa thầy, chưa kịp nghĩ. Cái cổng COM chuyển đổi đó, cái cổng COM chuyển đổi từ USB sang cổng COM á, thì các em có thể nối trực tiếp với hai chân TX và RX của vi điều khiển. Bởi vì là cái cổng COM đó cũng sử dụng chuẩn logic là chuẩn TTL. Phúc hiểu chưa? Dạ hiểu thầy. Còn đối với là cái cổng COM vật lý mà có sẵn ở trên máy tính, đầy đủ các thanh ghi, đầy đủ các thanh ghi, bao gồm có thanh ghi dữ liệu, thanh ghi trạng thái và thanh ghi điều khiển á, thì cổng COM đó lại hoạt động theo chuẩn logic là chuẩn RS232, đúng không? Chuẩn RS232. Vậy để kết nối được cái chuẩn RS232 với lại vi điều khiển chẳng hạn, hoặc là với các IC số chẳng hạn, các em biết rằng là vi điều khiển hay IC số thì làm việc theo chuẩn TTL. Ở đây có sự chênh lệch về điện áp, đúng không ạ? Bắt buộc là chúng ta phải sử dụng các bộ chuyển đổi từ chuẩn RS232 sang TTL và ngược lại. Có nghĩa là nếu mà ở bên phía cổng COM là trừ 12V thì tương ứng với bên IC số phải là cộng 5V. Còn nếu ở bên phía cổng COM của chúng ta là cộng 12V thì bên phía IC số của chúng ta phải tương ứng là 0V. Chúng ta phải có sử dụng các bộ chuyển đổi như thế. Đúng không? Chúng ta phải sử dụng các bộ chuyển đổi như thế để chúng ta chuyển đổi tín hiệu. Dạ thầy, cho em hỏi là ở trên phòng học á, mình chiếu lên cái máy chiếu là cũng có thể sử dụng cổng COM của máy tính mà sử dụng được qua cái chuyển đổi được luôn. Tức là chiếu lên máy tính em ấy, nhầm rồi. Chiếu lên máy tính không phải là sử dụng cổng COM mà là sử dụng cổng Vega hoặc là cổng HDMI cổng màn hình á. Cái cổng đấy nó nhiều chân hơn rất nhiều so với lại cổng COM. Cổng COM có 9 chân thôi em. Cái cổng Vega của chúng ta là có tới 3 hàng cơ mà, đúng không? Em nhìn thấy cái cổng cổng Vega mà chúng ta kết nối với màn hình ấy, hoặc là cổng HDMI, hai cổng khác nhau nhé, khác so với cổng COM. Thế thì thầy chỉ lưu ý ở đây là nếu mà chúng ta sử dụng USB chuyển đổi sang COM thì các em có thể kết nối trực tiếp với lại các thiết bị số, các IC số, các vi điều khiển mà không cần phải chuyển đổi từ RS232 sang TTL. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng cái cổng COM vật lý ở trên máy tính, những cái máy tính nào mà có cổng COM vật lý đó, thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng bộ chuyển đổi từ RS232 sang TTL và ngược lại. Thì thông thường những cái bộ chuyển đổi đó được sử dụng rộng rãi nhất đó là sử dụng IC MAX 232. MAX 232. Đó thì các em có thể tìm ở trong tài liệu của chúng ta cũng có một số những cái mạch chuyển đổi MAX 232 á. Ở trong phần này có một số cái mạch chuyển đổi MAX 232, chúng ta kéo xuống dưới chúng ta có thể thấy một số những cái module kết nối với MAX 232 nhé.
Có một số những cái module mà không sử dụng Mach 232 thì sử dụng những cái mạch khuếch đại tín hiệu, sử dụng các bộ khuếch đại tín hiệu để chúng ta chuyển đổi. Nhưng thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái bộ Mach 232 này ở trong cái hình 3.6, hình 3.6 trang 33, trang 33 trên 144 ở đây này. Em thấy là sử dụng Mach 232 ở đây. Đó, để chuyển đổi từ RS232 sang TTL và ngược lại. Đó. Bên này là IC số, chuẩn truyền dẫn của IC số ở đây là TTL, đúng không ạ? TTL, chuẩn logic là TTL. Còn bên này là cổng COM, chuẩn logic là RS232. Thế thì để chuyển đổi được chúng ta phải sử dụng IC Mach 232 ở đây. Đó, Mach 232. Rồi, thế để giao diện ở để giao tiếp được cái cổng COM này với máy tính, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải xem địa chỉ của các thanh ghi của cổng COM và số bit của các thanh ghi được kết nối với lại các chân của cổng COM như thế nào. Đó, để kết nối các chân của cổng COM nào. Thì đây. Đối với lại thanh ghi điều khiển, đối với thanh ghi dữ liệu thì các em biết rồi, kết nối với hai chân, một chân đầu vào và một chân đầu ra, Đó. Và đường truyền ở trên cổng COM thì các em nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy là đối với cổng COM của chúng ta, sẽ truyền đi từ cái bit thấp nhất, từ bit D0 và đến bit D7, truyền dữ liệu từ bit D0 tới bit D7. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là chân RX của chúng ta sẽ được nối với lại bit nào của cổng COM? Các em nhìn vào cái hình 3.2 là dòng dữ liệu trên cổng COM đó, thì chúng ta thấy là chân RX của chúng ta sẽ được nối vào bit nào của cổng COM? Được nối vào bit nào của thanh ghi dữ liệu? Bit nào ra trước nhỉ? Nào nhìn vào cái hình này thì chúng ta thấy là bit nào ra trước? Công nghị hả? Công nghị vắng. Công nghị không vắng. Công nghị. Nhìn vào hình 3.2 này là dòng dữ liệu trên cổng COM thì em cho thầy biết là bit nào ra trước? Công nghị có đó không? Dạ thầy là bit nào sẽ được truyền ra trước? Trong thanh ghi dữ liệu của cổng COM thì bit nào sẽ được truyền ra trước? Truyền ra ở đây có nghĩa là truyền ra chân TX ấy, đúng không ạ? Em nhìn vào cái dòng dữ liệu này thì rõ ràng là start bit sẽ là bit được truyền ra trước, đúng không? Dạ. Yeah. Sau đó là đến bit nào? Sau đó là đến D mấy nhỉ? Dạ, đến bit D0. D0, đúng không? Đến bit D0, vậy thì cái chân TX là nó được nối vào bit nào? Chân TXD. Chân TXD của cổng COM được nối vào bit nào của thanh ghi dữ liệu? Bit D0 đúng không ạ? Bởi vì nguyên lý hoạt động của thanh ghi dữ liệu thầy nói rồi, nó là thanh ghi dịch. Thì có hiểu không nhỉ? Nhờ. Chú ý nhé, ở đây là chân TX được nối với lại bit D0. Đó. Do nguyên lý là anh đi dịch. Thế thì ở đây chúng ta thấy nếu dòng dữ liệu này thì coi như là nó sẽ dịch gì? Dịch trái hay dịch phải? Dịch trái đúng không ạ? Dịch trái. Thế bây giờ để ghi dữ liệu vào cái thanh ghi này, có nghĩa là chân RXD của cổng COM ấy, ghi dữ liệu vào thanh ghi dữ liệu, thì chân RX sẽ được nối vào bit nào? Dạ, bit D0.
Với cũng nối vào đây không? Chiều dịch của thanh đi dịch nó chỉ dịch được một chiều thôi chứ làm sao nó dịch được hai chiều? Điều khiển thế nào để nó dịch được hai chiều? Vào cũng đê không mà ra cũng đê không. Ai có ý kiến khác không? Lớp mình có ai có ý kiến khác không? Được nào? Chẳng đề 2 đúng không? Đề 7 chứ. Nguyên lý hoạt động của thanh ghi dịch. Nguyên lý hoạt động. Các em có được học cái thanh ghi dịch ở trong môn kỹ thuật số không? Có. Có nghĩa là nó sẽ dịch theo gì? Các bit nó sẽ dịch theo một chiều. Đúng không? Nó sẽ dịch theo một chiều. Vậy bây giờ cái thanh ghi của tôi có 7 bit theo cái cấu tạo như thế này. Đúng không? Từ trái qua phải là từ D0 tới D7. Đúng không? Thế mà đường truyền của tôi lại truyền cái bit D0 ra trước. Tôi truyền cái bit D0 ra trước. Vậy thì rõ ràng là D0 của tôi thì phải được nối với gì? Phải nối với chân TX. Đúng không ạ? Để truyền ra. Chân TX là chân truyền ra mà. TX đây là truyền ra. Đúng không ạ? Còn D7 thì tôi sẽ thế nào? Rồi. Được rồi. Trung tín này thấy rồi. Còn D7 là chúng ta sẽ nhận vào từ chân RX. Đúng không ạ? Chúng ta nhận vào từ chân RX. Đó. Mặc dù là chân RX cũng sẽ truyền cái bit truyền tới cũng là D0. Cái nhịp thứ nhất D7 bằng D0. Nhịp thứ hai D6 bằng D0. D7 bằng D1. Đủ 8 nhịp như thế thì chúng ta ghi đủ 8 bit vào đúng thứ tự từ D0 tới D7. Đúng không ạ? Đấy là nhận dữ liệu hay còn gọi là đọc dữ liệu. Còn ghi dữ liệu hay là truyền dữ liệu thì đầu tiên là tôi truyền, nhịp thứ nhất tôi truyền D0. Thì lúc này bit D1 sẽ nhảy sang vị trí của D0. Đúng không ạ? Tiếp tục như thế, đúng 8 nhịp như thế thì tôi truyền đủ 8 bit từ D0 tới D7 ra ngoài thiết bị ngoại vi. Được chưa? Được chưa ạ? Nào, thế do cái cách truyền và nhận dữ liệu ở đây là truyền và nhận dữ liệu nối tiếp. Vậy thì đặt ra một cái vấn đề, đó là thứ nhất là bên truyền và bên nhận phải làm việc thế nào với nhau, cùng một xu nhịp với nhau, đúng không ạ? Bên truyền và bên nhận phải làm việc cùng một xu nhịp với nhau. Thế thì khi mà chúng ta quy ước cái cách truyền dữ liệu nối tiếp như thế này, đúng không? Rõ ràng là cái công việc đầu tiên là chúng ta phải set cho bên truyền và bên nhận làm cùng một xu nhịp, hay nói cách khác là cùng tốc độ truyền, đúng không? Mà tốc độ truyền của đường truyền dữ liệu nối tiếp thì viết tắt là baud, đúng không? BAUD, baud, đúng không? Hay còn một cái đơn vị khác đó là bit trên dây. Bit trên dây viết tắt là BSP, bit per second ấy, đúng không ạ? BPS, bit per second. Đúng không? Và cái giải dữ liệu của nó là từ 300, đúng không ạ? Từ 300, 600, vân vân, đúng không ạ? 9600, vân vân. 11200, bao nhiêu ạ? Có rất là nhiều cái giải dữ liệu, giải tốc độ truyền mà chúng ta có thể lựa chọn cho phù hợp. Nhưng mà để hai thiết bị có thể giao tiếp với nhau qua đường truyền nối tiếp thì hai thiết bị này phải làm việc cùng một tốc độ truyền. Đúng không? Cùng một tốc độ truyền. Cái thứ hai là phải xác định được khung truyền dữ liệu, bởi vì truyền nối tiếp mà không xác định được khung truyền dữ liệu thì sẽ dẫn tới là dữ liệu của bài này, đúng không? Sẽ bị lẫn lộn với lại dữ liệu của bài kia, đúng không? Để xác định được điều đó thì thông thường là chúng ta sử dụng hai cái bit, đó là start bit và stop bit để chúng ta xác định khung truyền dữ liệu. Đúng không? Và khung truyền dữ liệu của chúng ta ở đây thông thường sẽ là bao gồm có từ 4 tới 8 bit dữ liệu. Có thể là từ D0 tới D7 hoặc là từ D0 tới D3, vân vân. Đúng không? Tùy từng ứng dụng mà chúng ta sử dụng. Thông thường là chúng ta sử dụng cả 8 bit dữ liệu, có nghĩa là từ D0 tới D7. Đó, từ D0 tới D7. Và kết thúc 8 bit dữ liệu này thì sẽ có thông thường là có một cái bit để kiểm tra xem cái dữ liệu của chúng ta có đúng hay không. Đó. Bit này được gọi là parity bit, kiểm tra chẵn lẻ. Nha.
Và cuối cùng sẽ là từ 1 tới 2 bit stop, gọi là stop bit. Đó. Vậy khi mà hai thiết bị không có nhu cầu truyền tín hiệu cho nhau, không có nhu cầu truyền tín hiệu cho nhau, thì trên đường truyền lúc này của chúng ta được gọi là ở trạng thái rảnh. Trạng thái rảnh, đúng không? Ở trạng thái rảnh thì trên đường truyền của chúng ta sẽ tương ứng với lại mức logic là mức cao, là mức cao. Đó. Vậy đối với chuẩn RS-232, mức cao sẽ tương ứng là bao nhiêu vôn? Mức logic 1 tương ứng là bao nhiêu vôn nhỉ? Trừ 3 tới 12 vôn. Trừ 3 tới 12 chứ. Trừ 3 tới trừ 12 vôn đúng không ạ? Chúng ta quy ước này là trừ 12 vôn. Có nghĩa là khi mà không có tín hiệu ở trên đường truyền thì đường truyền của chúng ta duy trì cái mức điện áp là trừ 12 V tương ứng với mức logic cao, mức logic cao. Đúng không? Khi bắt đầu xuất hiện tín hiệu ở trên đường truyền thì bên truyền sẽ truyền ra một bit thấp, sẽ truyền ra một bit thấp được gọi là start bit để cho bên nhận biết được là tôi bắt đầu truyền dữ liệu đây. Đúng không? Chuyển dữ liệu đây thì tôi sẽ truyền với start bit có mức điện áp là 12 V, tương ứng là mức thấp đối với chuẩn RS-232 nhé. Còn đối với lại chuẩn TTL thì nó sẽ ngược lại. Chuẩn TTL thì khi mà đường truyền của chúng ta là không có dữ liệu thì đường truyền của chúng ta sẽ ở mức điện áp là 5 V. Đó. Còn khi bắt đầu truyền thì sẽ bằng một cái start bit có giá trị điện áp là 0 V để báo hiệu và bắt đầu truyền dữ liệu. Tiếp theo sẽ là 8 bit dữ liệu. Đó. 8 bit dữ liệu. Có thể là có bit kiểm tra chẵn lẻ parity bit hay là không, đúng không ạ? Tùy thuộc vào cài đặt của chúng ta. Đó. Và kết thúc thì sẽ là 1 bit stop, 1,5 bit stop hoặc là 2 bit stop. 2 bit stop. Đó. Và bit stop này là ở trạng thái cao để đưa đường dẫn của chúng ta trở về trạng thái cao. Trạng thái cao. Đó. Ngăn cách các bảng tin với nhau, các bảng tin với nhau. Được chưa? Thống nhất cái tốc độ giữa thiết bị truyền và thiết bị nhận, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra được cái khoảng thời gian tồn tại của một bit trên đường truyền, trên đường truyền. Trong hình 3.2 thì cái tốc độ truyền của chúng ta ở đây là 9600 volt hay là 9600 bit trên giây, đúng không ạ? Thế thì thời gian tồn tại của một bit ở trên đường truyền nó chính là chu kỳ, đúng không ạ? Chu kỳ T, T lớn đó, bằng 1 trên F trên tốc độ truyền và tính ra là khoảng 104 microgiây, 104 microgiây. Có nghĩa là cái khoảng thời gian tồn tại của bit dữ liệu trên một bit ở trên đường truyền. Đó. Thì vừa rồi các em có nghe thấy thầy nói là trên đường truyền của chúng ta có thể kết thúc đường truyền bằng 1,5 bit stop. Đúng không ạ? Thế thì 1,5 bit stop ở đây là gì? Có nghĩa là cái trạng thái cao được duy trì ở trong cái khoảng thời gian là không phải là 104 microgiây mà nó là 156 microgiây. Được chưa ạ? 156 microgiây. Đó. Để nó tách biệt các đường, các khung truyền dữ liệu ra một cách rõ ràng. Chúng ta để một bit cũng được, hai bit cũng được, nhưng mà thông thường có nhiều cái ứng dụng có nhiều cái ứng dụng mà nếu mà chúng ta để một bit hai bit thì có thể là nhầm lẫn với lại bit dữ liệu, có thể nhé, có thể nhầm lẫn với bit dữ liệu dẫn tới là người ta đưa ra cái stop bit này ở cái khoảng là 1,5 bit, có nghĩa là tương ứng với lại 1,5 chu kỳ T đó, thời gian tồn tại của cái bit này 1,5 chu kỳ T, để cho các thiết bị nhận biết rõ được các khung đường truyền dữ liệu. Được chưa? Nào có ai có thắc mắc gì về chỗ này không? Có ai thắc mắc gì về chỗ này không? Thế thì qua cái hình vẽ này các em phải chú ý cho thầy, cái thứ nhất là trong đường truyền của cổng COM thì bit D0 luôn luôn là bit đi trước, đúng không ạ? Bit được truyền hoặc là nhận đầu tiên, truyền hoặc nhận đầu tiên, đúng không ạ? Và cuối cùng mới đến bit D7 là cái thứ nhất.
Cái thứ hai, để cho hai thiết bị có thể truyền nhận dữ liệu nối tiếp thì chúng ta phải quy định cả hai thiết bị này làm việc cùng một cái tốc độ truyền dữ liệu. Đúng không? Ở đây là tốc độ bầu. Đúng không? Hay là bit trên giây. Đúng không? Cái thứ ba là xác định cái khung truyền dữ liệu của chúng ta. Khung truyền dữ liệu của chúng ta thì có bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu bit dữ liệu, đúng không? Từ 4 tới 8 bit dữ liệu. Thứ hai là có bit kiểm tra chẵn lẻ hay không, đúng không? Và cuối cùng là bao nhiêu bit stop. Đó. Thì cái quy định, cái việc quy định này cũng phải là đồng bộ giữa bên truyền và bên nhận, bên truyền và bên nhận, nha. Nào, có ai có thắc mắc gì về chỗ này không? Nắm được hết chưa? Nắm được chưa, hết chưa nhỉ? Thầy hỏi nắm được hết chưa thì cũng không trả lời, mà dạ, hỏi xem có ai có thắc mắc gì không trả lời. À, dạ, không thắc mắc ạ. Dạ. Nào, có bạn nào biết được cái cách mà chúng ta quy định về đường truyền của cổng COM, cổng RS-232 ở trên máy tính không? Có bạn nào nắm được cái cách truyền dữ liệu từ máy tính không nhỉ? Setting cổng COM. Nào, cái cách mà cài đặt cổng COM ở trên máy tính thì được tiến hành như sau. Các em mở cái phần quản lý phần cứng của máy tính ra, đúng không? Thì cũng ở trong cái mục port COM và LPT ấy, thì chúng ta có thể cài đặt cổng COM ở đây, đúng không? Ví dụ ở đây thầy muốn cái cài đặt cái cổng COM 3 này. Đó, thì chúng ta vào cái thuộc tính của cổng COM 3, property của COM 3, vào cái mục là port setting hay là cái thẻ port settings. Đó, để chúng ta cài đặt. Đó. Thì thứ nhất là bits per second, có nghĩa là tốc độ truyền của cổng COM này. Đối với tốc độ truyền của cổng COM ở trên máy tính của thầy thì có thể là từ 75 bit trên giây. À, mà đến cái giá trị lớn nhất của nó ở đây là 128.000 bit trên giây, đúng không? Còn cái tốc độ mặc định thông thường của thiết bị là 9.600 bit trên giây. Đó. Bit dữ liệu của chúng ta có thể chọn từ 4 tới 8 dữ liệu tùy vào ứng dụng nhé, tùy vào ứng dụng. Mặc định là 8 bit dữ liệu. Và parity bit của chúng ta ở đây là kiểm tra chẵn lẻ, có thể là kiểm tra chẵn hoặc kiểm tra lẻ. Thì cái phần này sau này các em học cái môn mạng truyền thông công nghiệp thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách và chúng ta kiểm tra bit chẵn lẻ như thế nào, đúng không? Và đối với stop bit thì chúng ta có thể chọn 1, 1.5 hoặc là 2 stop bit. Thì đấy là những cái thông số cơ bản của cổng COM. Ở dưới đây còn có một cái pro code. Không thấy cái bảng đó thì không thấy gặp hỏi thì mở lên. À, do thầy mở lên nó không thấy rồi. Thầy xem lại, thầy chiếu lại. Nào, chúng ta nhìn thấy cái bảng đó chưa nhỉ? Cái bảng thuộc tính của cổng COM. Dạ rồi. Đấy, các em vào cái thẻ port setting nhé. Thẻ port setting này thì chúng ta sẽ cài đặt được cái cổng COM này. Đó. Và đôi khi một số những cái ứng dụng mà tôi khi mà tôi cắm vào máy tính ở những cái cổng USB khác nhau, chuyển đổi từ USB sang COM chẳng hạn, cắm vào những cái cổng USB khác nhau
thì sẽ dẫn tới là cái cổng tên của cổng com nó sẽ bị thay đổi, và dẫn tới địa chỉ của cổng com cũng bị thay đổi, ảnh hưởng tới chương trình điều khiển. Thì cái cách thức cố định cái cổng com này như thế nào thì các em có thể ấn vào cái advanced. Sau đó là chúng ta cố định cái cổng com này bằng cái phần cuối cùng này, com port number này, chúng ta có thể cố định nó. Ví dụ ở đây là tôi cố định nó bằng những cái cổng mà chúng ta không sử dụng nhé. Ví dụ trong này các em thấy là có cổng com 4, com 5, com 6, com 7 là sử dụng rồi, in use. Chúng ta không được sử dụng những cổng này. Chẳng hạn ví dụ ở đây tôi cố định nó là com 10. Ok. Cố định cái tên cổng thì sẽ dẫn tới là không hiểu là có vấn đề gì. Chúng ta chọn cái cổng com nó thấp thấp thôi, com 8 thôi chẳng hạn. Rồi ok, đó. Thì các em thấy là nó về cái cổng com 8, đúng không ạ? Và những lần khác thì các em bật lên thì bao giờ nó cũng về com 8. Kể cả là các em cắm vào cái thiết bị đó vào các cổng USB khác nhau của máy tính thì nó đều về cái cổng com mà chúng ta cố định. Thì đây là cái cách để cố định cổng com. Được chưa? Nhà máy em hình như không có. Có cổng USB không? Máy em không có cổng com tại bởi vì là em chưa cắm cái thiết bị cổng com vào. Nếu mà em cắm thiết bị cổng com vào thì là nó sẽ ra cái cổng com này. Ví dụ như là ở đây các em có thể cắm cái USB của chuột không dây đấy em. Nhá, em có thể cắm cái thiết bị đó vào thì nó sẽ ra cổng com. Một số máy thì do là các em chưa giao tiếp với lại USB chuyển đổi sang com, cho nên là chưa có cổng com. Em cắm cái điều khiển chuột vào mà không có thấy luôn thầy. Ừ. Nó chỉ có USB thôi. Chứ không ra trong cái mục com port này. Không có cái đó này. Ừ. Em thử cắm cái thiết bị nạp mà vào vi điều khiển chưa? Nạp chương trình cái đó thì em không có ở đây. Ví dụ như là bơn e hay là những cái thiết bị nạp trực tiếp vào Arduino ấy. Đó. Thì khi mà em cắm vào thì nó sẽ xuất hiện cổng port nhé. Yeah. Ừ. Rồi chúng ta nắm được cái cách mà chúng ta có thể setting cổng com chưa? Đấy là trên máy tính nhé. Trên máy tính chúng ta có thể setting cổng com như thế. Được chưa? Đấy là cách setting ở trên cái phần quản lý phần cứng của máy tính. Còn một cái cách nữa là chúng ta có thể setting ở trên phần mềm điều khiển. Đó. Hay là cái chương trình để tạo ra cái giao diện điều khiển. Đúng không? Ở đây chúng ta thường là sử dụng VC ấy. Sử dụng Visual C Sharp hoặc là Visual C vân vân. Đó. Rồi. Nào đó là đối với lại thanh ghi dữ liệu của cổng com, thanh ghi dữ liệu của cổng com. Thế còn thanh ghi điều khiển và thanh ghi trạng thái của cổng com thì như thế nào? Thì các em xem cái sự sắp xếp của thanh ghi trạng thái và thanh ghi điều khiển ở trang số 22 trong tài liệu mà thầy gửi cho chúng ta. Ở đây chúng ta thấy là đối với lại thanh ghi điều khiển thì nó có tên gọi là thanh ghi điều khiển mô đen, đúng không? Và địa chỉ của cái thanh ghi điều khiển này nó chính là cái địa chỉ cơ bản của cổng com mà cộng thêm với 4. Địa chỉ cơ bản của cổng com thì chính là địa chỉ của thanh ghi dữ liệu, nó giống tương tự như là cổng LPT. Thì cái địa chỉ cơ bản luôn luôn là gắn với lại thanh ghi dữ liệu. Được chưa? Địa chỉ cơ bản cổng com của chúng ta ở đây sẽ là cộng 4. Đó là địa chỉ của thanh ghi điều khiển. Chúng ta biết được là các chân của cổng com thì có hai chân ra, đó là chân DTR và chân RTS. Chúng ta đã nói ở bên trên đó. Đó. Thì chân DTR là đối với lại bit 0 của thanh ghi điều khiển và RTS thì nối với lại bit 1 của thanh ghi điều khiển. Được chưa? Giá trị 1, giá trị 2 ở đây có nghĩa là giá trị 2 mũ 0 và 2 mũ 1 đó, tương ứng với trọng số của bit 0 và bit 1. Được chưa? Thế thanh ghi điều khiển của chúng ta là chỉ sử dụng 2 bit thôi, bit 0 và bit 1 thôi. Còn từ bit 2 tới bit 7 thì chúng ta không sử dụng. Đúng không ạ?
Tương tự như thế cho Thanh ghi trạng thái. Thanh ghi trạng thái ở cổng com thì có địa chỉ là địa chỉ cơ bản cộng 6 đối với tất cả các máy tính nhé. Địa chỉ cơ bản cộng 6. Và Thanh ghi trạng thái thì sử dụng 4 bit cao và từ bit 4 tới bit 7 để nối với lại các chân CTF, DS, R, RI và DCD của cổng com, đúng không? Các giá trị tương ứng là 2 mũ 4, 2 mũ 5, 2 mũ 6, 2 mũ 7. Đó. Được chưa? Và lưu ý rằng nếu mà chúng ta sử dụng cái cổng com vật lý có sẵn ở trên máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng được cả hai thanh ghi này. Cả hai thanh ghi này. Và truy xuất dữ liệu từ hai thanh ghi này thì thông thường là chúng ta cũng sẽ theo cái kiểu là S module đó, S module giống như là trong VC mà thầy đã hướng dẫn, chúng ta S cái file IO port IO 32 hoặc là IO 32 để chúng ta có thể là điều khiển được các đầu vào và đầu ra của các thanh ghi này. Đó. Và có một cái lưu ý là tất cả những chân này thì đều tương thích với lại chuẩn của S232 chứ không tương thích với chuẩn TTL. Đó, cho nên chúng ta hết sức là chú ý. Đúng không? Đó. Nào, thế thì còn về địa chỉ cơ bản thì sao? Đây, địa chỉ cơ bản của cổng com đây. Cổng com thứ nhất thông thường là 3F8, cổng com thứ hai là 2F8, cổng com thứ ba là 3E8 và cổng com thứ tư là 2E8. Đúng không? Chúng ta có thể kiểm tra xem là ví dụ như là cái cổng com này của ta. IO là bao nhiêu? Cái này không, cái này chưa gắn thiết bị vào cho nên nó không hiển thị cái giải đầu vào và đầu ra. Đây, chưa gắn thiết bị vào cho nên là không hiển thị ra được cái cổng com này. Đó. Và nếu mà chúng ta sử dụng địa chỉ cơ bản này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể điều khiển truy xuất dữ liệu của các thanh ghi này với lại các thiết bị ngoại vi sử dụng VB và ép thêm cái module mà thầy đã hướng dẫn ở trên ở cái bài NPT, đúng không ạ? NPT. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tương tự như thế. Đó. Nhưng mà đối với lại NPT để truy xuất dữ liệu đối với cổng com để truy xuất dữ liệu sử dụng Visual C hoặc là Visual B ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng cái đối tượng cụ thể đó là CDN port đã có sẵn ở trong hai chương trình này. Thì chút nữa thì thầy sẽ hướng dẫn cho lớp của chúng ta thiết kế ra những cái chương trình để chúng ta có thể giao tiếp được. Đó. Nào, cái phần tiếp theo ở đây là chúng ta tìm hiểu về cái vi mạch CDP 6402. Đó. Thì cái mục đích sử dụng cái vi mạch này đó là nếu mà chúng ta không muốn kết nối cổng com của chúng ta với lại vi điều khiển, bởi vì chúng ta kết nối cổng com với vi điều khiển thì bây giờ làm rất là dễ dàng rồi. Đó. Tuy nhiên rằng là cái độ tin cậy của hệ thống của chúng ta lại phải phụ thuộc vào cái đối tượng nữa, đó là vi điều khiển, đúng không? Vi điều khiển thì chạy theo chương trình, đúng không? Thêm thế nữa là cái việc mà cấu trúc của cái sơ đồ sử dụng vi điều khiển ấy thì đôi khi là cái độ tin cậy của nó không cao. Đó. Vi điều khiển thì có thể là dễ bị hỏng hóc hoặc là bị treo chương trình, đúng không? Treo chương trình làm cho hệ thống của chúng ta dừng hoạt động. Đó. Vì thế cho nên là ở đây chúng ta có thể sử dụng một cái loại vi mạch để chúng ta có thể giao tiếp được với lại cổng com. Đúng không? Thì mục đích của CDP 6402 là chuyển đổi từ truyền thông nối tiếp thành truyền thông song song, và ngược lại để giao tiếp với cổng com. Đó. Các em biết được là đối với lại các thiết bị trong một cái hệ thống tự động hóa cụ thể thì thông thường là chúng ta
sẽ sử dụng truyền thông nối tiếp, truyền thông song song nhiều hơn so với lại truyền thông nối tiếp, đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ tôi có 8 cái cảm biến số, đúng không ạ? 8 cảm biến số, hoặc là bây giờ tôi có 8 cái thiết bị điều khiển on off, ví dụ như điều khiển 8 cái relay, đúng không ạ? Điều khiển 8 cái công tắc để bật tắt on off, đúng không ạ? Vậy tôi kết nối với cổng com như thế nào? Trong khi đó đường truyền dữ liệu của cổng com lại là truyền nối tiếp, đúng không? Vì thế cho nên là ta bắt buộc là ta phải chuyển đổi từ nối tiếp sang song song và ngược lại từ song song sang nối tiếp để chúng ta truyền về cổng com hoặc là nhận giá trị từ cổng com, đúng không? Thì vi mạch CDV 6402 sẽ thực hiện cái việc đó. Ở đây các em nhìn cái hình 3.3 này thì các em sẽ thấy là cái tín hiệu, cái dữ liệu vào input, cái dữ liệu vào nối tiếp này, serial input này, đó, thì sẽ được kết nối thông qua một cái mạch chuyển đổi từ RS232 sang TTL, đó, kết nối với lại chân TXD của cổng COM, đưa vào cái chân RRI của CDP 6402 và nó sẽ chuyển đổi cái dòng dữ liệu vào nối tiếp này thành 8 dữ liệu đầu ra song song từ chân D0 out tới chân D7 out. Em nhìn cái đường này nhé. Đấy. Vào chân 20 này, ra các chân từ D5 từ chân số 5 tới chân 12, đúng không ạ? Ra nối tiếp, ra song song, ra nối tiếp ra song song, đúng không ạ? Tương tự như thế, các thiết bị ngoại vi giao tiếp với lại máy tính là thiết bị số thì sẽ đưa vào các chân từ D0 in tới D7 in. Đấy, các chân từ 25 tới 33 và chuyển thành tín hiệu ra nối tiếp, tín hiệu ra nối tiếp. Tín hiệu ra nối tiếp này sau khi chuyển đổi thành tín hiệu từ TTL sang RS232 thì sẽ được đưa vào chân RXD của cổng com, đưa vào chân RXD của cổng com, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta biết được là cái mục đích của CDV 6402 là như thế. 6402 là như thế. Thế 6402 nó chỉ là một cái IC số không thể lập trình được, không thể lập trình được. Vậy như thầy đã nói ở bên trên, cái việc mà truyền dữ liệu giữa hai thiết bị, đúng không? Thiết bị thứ nhất là máy tính, cổng com của máy tính, thiết bị thứ hai là CDV 6402. Trao đổi dữ liệu ở đây là trao đổi dữ liệu nối tiếp, đúng không ạ? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải quy định cái gì? Tốc độ truyền. Tốc độ truyền. Chúng ta phải quy định cái gì? Khung truyền dữ liệu, đúng không ạ? Tốc độ truyền, khung truyền dữ liệu, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà quy định tốc độ truyền và khung truyền dữ liệu cho CDP 6402 phù hợp với lại máy tính, cổng com của máy tính như thế nào? Như thế nào? Đấy là cái câu hỏi đặt ra thứ nhất. Câu hỏi đặt ra thứ hai là khung truyền dữ liệu quy ước ở trên CDP 6402, khung truyền dữ liệu nối tiếp đó, nhận và truyền dữ liệu nối tiếp ấy, quy ước ở trên CDP 6402 như thế nào? Là câu hỏi thứ hai. Đúng không? Còn câu hỏi thứ ba nữa là ở đây chúng ta thấy là trong cái quá trình mà truyền và nhận dữ liệu thông qua CDP 6402 này thì có sự chuyển đổi từ nối tiếp sang song song và từ song song ra nối tiếp, đúng không ạ? Vậy thì nó cũng phải có cái tín hiệu để điều khiển hai cái quá trình này, đúng không ạ? Tín hiệu điều khiển và tín hiệu thông báo trạng thái là đã chuyển đổi từ nối tiếp ra song song và đã chuyển đổi từ song song ra nối tiếp thành công thì bắt đầu mới truyền dữ liệu gì, đúng không ạ? Thì đấy là cái vấn đề thứ ba của IC CDV 6402 mà chúng ta phải giải quyết, đúng không ạ? Thế chúng ta giải quyết cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề về tốc độ truyền quy ước như thế nào. Tốc độ truyền quy ước thì ở đây các em mở xuống cái bảng chức năng của những chân ấy, các chân á, thì chúng ta chú ý cho thầy hai cái chân, đó là chân TRE và RRE. TRE và RRE. Chú ý là T ở đây là từ TRC và RRC nhé. Thầy xin lỗi. TRC và RRC. Yeah. Chân số 17 RRC và chân số 40 TRC. Đó. Hai chân này sẽ quy ước cái tốc độ truyền và nhận dữ liệu nối tiếp. RRC là quy ước tốc độ truyền, tốc độ nhận
nó là receiver, tốc độ nhận. Còn TRC là quy ước tốc độ truyền. Chúng ta đối với lại IC này thì chúng ta có thể là quy ước tốc độ truyền, tốc độ nhận riêng biệt. Mà thông thường kết nối với cùng một thiết bị, đó là cùng một máy tính, thì hai chân này sẽ có cùng chung tín hiệu đầu vào, đúng không ạ? Đó chính là xung nhịp đầu vào, đúng không? Thì cái xung nhịp đầu vào quy ước ở đây nó sẽ, chúng ta sẽ tạo ra một cái xung đầu vào cho hai chân RRC và TRC gấp 16 lần tốc độ truyền dữ liệu. Được chưa? Gấp 16 lần tốc độ truyền dữ liệu. Có nghĩa nếu mà tốc độ truyền dữ liệu của chúng ta là 9600 thì tần số của hai cái chân này, tần số tín hiệu đưa vào hai chân này sẽ bằng 9600 mà nhân với 16. Nhân 16. Nha. Chúng ta có thể đọc cái bảng mô tả này. Đó, chân số 17 và chân số 40, chân số 17. Đây, chân số 17. Ở cái chân RRC này thì tín hiệu giữ nhịp của bộ nhận nối tiếp phải được dẫn tới và tần số phải được thiết lập ở giá trị 16 lần tốc độ truyền, đúng không ạ? Chỗ này là tốc độ truyền. Còn chân số 40 thì các em kéo xuống dưới, mới thấy chân số 40. TRC, đúng không? Cũng thế, tần số phải thiết lập lớn hơn tốc độ truyền là 16 lần. 16 lần. Là có ai có ý kiến ở đây là vì sao nó là 16 lần không? Đúng rồi, vì sao vậy? Là vì sao lại phải là 16 lần? Đặt ra câu hỏi đấy để thử trả lời xem nào. Tốc độ của nó bằng tốc độ truyền có được không? Tốc độ của hai chân này bằng tốc độ truyền được không? Tần số của hai chân này bằng tốc độ truyền có được không? Được không các em? Có ai có ý kiến gì không nhỉ? Tại sao phải là 16 lần? Bởi vì như thầy nói, để mà chuyển đổi dữ liệu từ nối tiếp ra song song, từ song song ra nối tiếp, đúng không? Thì rõ ràng là nối tiếp ra song song và song song ra nối tiếp, tín hiệu đấy là 8 bit, đúng không ạ? 8 bit. Thế để phù hợp với lại tốc độ truyền của cổng com thì bắt buộc là mỗi một cái chu kỳ truyền hoặc là nhận dữ liệu này chúng ta phải bao gồm cả cái chuyển đổi, đúng không ạ? Từ nối tiếp ra song song và từ song song ra nối tiếp 8 bit. Có nghĩa là tần số yêu cầu của mỗi một chu kỳ, mỗi một giai đoạn truyền hay nhận đó là 8 lần. Đúng không ạ? Mà chúng ta có 2 lần hoặc truyền hoặc nhận dẫn tới là tốc độ phải là 2 nhân với 8 là 16 lần. Chúng ta phải có cái bước chuyển đổi chứ. Chúng ta phải mất thời gian chuyển đổi ở trong vi mạch CDB 6402 chứ. Đúng không ạ? Đúng không? Để đảm bảo được tốc độ truyền nhận của hai thiết bị với nhau, cho nên là cái tốc độ hoạt động của CDP 6402 phải gấp 16 lần tốc độ truyền của cổng com. Được chưa? Em hiểu chưa? Em hiểu chưa nhỉ? Dạ sơ sơ rồi thầy. Dạ rồi. Nào, đó là tốc độ truyền. Được chưa? Cái thứ hai như thầy nói đó là gì? Đó là quy ước về khung đường truyền. Khung đường truyền thì các em xem đây. Đây, khung đường truyền. Khung đường truyền là sẽ phụ thuộc vào cái bảng bắt đầu từ chân số 35 đấy. Chân số 35 là PI ấy. PI. Đó. Thì quy định về tốc độ truyền ở đây sẽ phụ thuộc vào 5 cái chân. Đó là chân CLS2, CLS1, PI, EPE, SPS, phụ thuộc vào năm trạng thái của năm chân này, phụ thuộc vào trạng thái của năm chân này. Cái bảng này do gõ ra nó bị lệch dòng. Các em có thể xem cái bảng chính xác hơn của CDP 6402 ở trong cái datasheet của CDP 6402, các em download về các em có thể nhìn thấy.
nhưng mà ở đây thầy sẽ hướng dẫn qua thôi. Đấy, thế ví dụ như bây giờ tôi quy ước cái đường truyền của tôi là 5 bit. Đúng không? Parity bit của tôi là lẻ và số bit stop là 1 bit. Thì cả cái năm cái chân này tôi sẽ mắc với tín hiệu là 0000, nó hơi bị lượn sóng một tí, các em có thể nhìn qua. Có nghĩa là cả năm cái chân này tôi sẽ đấu với lại gì? Tôi đấu với lại GND. Đúng không ạ? Đấu với lại đất. Thì lúc này đường truyền dữ liệu của tôi sẽ là 5 bit dữ liệu. 1 bit parity lẻ là 1 stop bit và 1 stop bit. Được ạ? Thế bây giờ nếu mà quy ước là 1 stop bit, 8 bit dữ liệu và 0 parity bit, 1 bit stop, thì chúng ta quy ước thế nào? Đây chúng ta quy ước chính là cái dòng cuối cùng này. À, chính là cái dòng cuối cùng này. À, dòng này. Đó, dòng này. Đó. Giá trị của các chân này sẽ dần dần là 111x. Đó. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ ra là 8 bit dữ liệu, 0 bit stop và 0 bit parity và 1 bit stop. 1 bit stop. 111x0. Nhá, 111x0. Cái x này có nghĩa là như thế nào? Các em, 111x0 là quy ước đường truyền 8 bit dữ liệu. Đúng không ạ? 0 parity bit và 1 bit stop. Thì cái x thì là tương ứng với lại cái chân EPE. Đúng không? Có nghĩa là như thế nào không nhỉ? Không hoặc 1 thì được. Số bất kỳ thầy. Đưa tín hiệu là vào cũng được, đúng không ạ? Không quan tâm. Đúng không ạ? Chúng ta có thể nối cái chân này với lại không, nối chân này với lại 1. Đúng không ạ? Đó, có thể nối chân này không, nối chân này với 1. Đó. Đấy. Thế thì rõ ràng ở đây là để cấu hình cho khung truyền dữ liệu là chúng ta sẽ quan tâm các chân từ chân 35, 36, 37, 38, 39, đúng không ạ? Đó, 35, 36, 37, 38, 39. 35 là PI này, đúng không ạ? 36 là SPS. Đó. 37 là CLS2, 38 là CLS1 và 39 là EPE. Được chưa ạ? Được chưa? Hiểu cái phần cấu hình đường truyền dữ liệu, khung truyền dữ liệu của CDP6402 chưa? Có thắc mắc gì chỗ này không? Có ai có thắc mắc gì về chỗ này không? Chú ý nhé, giá trị 0 là tương ứng với nối đất, giá trị 1 là tương ứng với dương nguồn, và x thì nối với lại tín hiệu nào cũng được, dương nguồn hoặc là đất. Cả lớp mình đã nắm được chỗ này chưa nhỉ? Dạ được ạ. Nào vậy thì ở đây chúng ta đã giải quyết thêm được một cái vấn đề nữa, đó là khung truyền dữ liệu của CDP6402 rồi, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải điều khiển được cái quá trình chuyển đổi. Đúng không ạ? Chúng ta điều khiển được cái quá trình chuyển đổi. Thế thì để điều khiển cái quá trình chuyển đổi này ấy, các em lưu ý cho thầy hai cái chân. Trên sơ đồ, các em lưu ý cho thầy hai chân sau. Chân thứ nhất là chân DDR, có cái gạch, dấu gạch chéo ở phía trước. Và chân thứ hai là chân TBRN, có cái gạch chéo cũng ở phía trước. Đúng không? Nào, thế thì chân DRR này, chân DRR, cái gạch chéo phía trước này là cho phép cái quá trình chuyển đổi từ nối tiếp ra song song. Và chân này, chân 23 TBRN là cho phép quá trình chuyển đổi từ song song ra nối tiếp. Chúng ta sẽ xem hai chân là chân số 18 và chân số 23, đúng không ạ? Nào, chân số 18. Chân số 18, một xung thấp ở chân này sẽ đặt cái chân beta và receiver trở lại mức low. Rất là gọn, đúng không ạ?
rất là gọn, ý nghĩa thì chưa được rõ ràng cho lắm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta đưa một cái xung thấp vào chân này thì sẽ cho phép cái quá trình chuyển đổi dữ liệu từ vào nối tiếp ra song song và nối tiếp ra song song, cho phép quá trình này, đúng không? Là một cái xung thấp ở cái chân này là cho phép cái quá trình đó. Vậy thì khi mà kết nối với lại cổng COM của máy tính thì chân DRR này sẽ được kết nối với lại chân TX của cổng COM. Có ai giải thích được không? Vì sao thầy lại nói là cái chân DRR này lại được kết nối với lại chân TX của cổng COM? Mức thấp ở chân này sẽ cho phép chuyển đổi từ vào nối tiếp ra song song. Nào, có ai giải thích được là tại sao thầy lại nối cái chân này với lại chân TX của cổng COM không? TXD của cổng COM. Vậy thì em nghĩ là khi chân cổng COM nên khi mà để truyền xong rồi thì sẽ đưa xuống từ mười mấy vô đó, thì rồi cái này là gì cho phép? Không phải trường, không phải, nhầm rồi. Không phải nhé. Mà là gì? Mà là khi mà bắt đầu quá trình truyền sẽ có một xung, đó là xung start ở chân TX, sẽ có một bit là bit start ở chân TX. Bit này có giá trị bằng bao nhiêu? Khi không truyền thì đường truyền sẽ có giá trị bằng 1, đúng không? Và khi truyền thì sẽ bằng một cái bit start báo hiệu đầu tiên, đó là bit start này bằng bao nhiêu? Không, bằng không, được chưa? Bằng không đưa vào chân DRR điều khiển luôn, báo hiệu là có tín hiệu truyền ở trên đường truyền thì bắt đầu mới chuyển đổi, bắt đầu cho phép CDV 6402 chuyển đổi từ nối tiếp ra song song, được không? Hợp lý chưa nhỉ? Nào, đúng không cả lớp? Thầy nói lại chỗ này một xíu. Cái chân DRR mức thấp là không hay là dương? DRR là cho phép điều khiển chuyển đổi là bằng không. DRR này, xung thấp này, xung thấp nhập vào thì sẽ cho phép chuyển đổi là không. Là không vôn này. Là không vôn. Đúng không? Là không vôn. Vậy thì nó sẽ tương ứng với cái giá trị logic trên khung đường truyền là không. Đúng không ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta kết nối cổng COM với lại CDP 6402 là chúng ta đã phải đi qua cái thiết bị MAC 232 để chúng ta chuyển đổi từ RS232 sang gì? Sang TTL rồi. Khi mà chưa có dữ liệu ở trên đường truyền thì cái chân TX này nó luôn luôn duy trì tín hiệu đầu ra của nó là âm 12V, đúng không? Qua bộ chuyển đổi MAC 232 thì đầu kia đầu ra của nó sẽ là 5V. Đúng chưa? Khi bắt đầu có tín hiệu điều khiển, khi bắt đầu có tín hiệu là có dữ liệu ở trên đường truyền thì làm sao? Nó đưa ra cái xung đầu tiên là cái bit đầu tiên là bit start tương ứng với mức điện áp là dương 12V. Đi qua MAC 232 thì xuống 0V tương ứng với mức logic 0. Đúng không ạ? Đưa vào điều khiển chân DRR luôn. Được chưa? Được chưa nhỉ? Được rồi thầy. Nào, kết thúc cái quá trình chuyển đổi này ấy, đấy, thì sẽ đưa ra cái tín hiệu DR bằng 1 kìa. Cái tín hiệu chân số 19 này là đầu ra, chính là trạng lái đấy nhá. Chân này chúng ta mà nối với một cái đèn ấy thì sau khi mà xong đấy thì là cái đèn nó sẽ sáng. Sau khi chuyển đổi từ nối tiếp ra song song. Có nghĩa là trên từ chân D0 out tới chân D7 out có tín hiệu rồi đó thì cái đèn này nó sẽ sáng. Nếu mà chúng ta nối với nó bằng một cái chân DR này với một cái đèn LED chân số 19 này là báo hiệu đã chuyển đổi xong. Được chưa? Thế thì chân số 18 là chân điều khiển của quá trình chuyển đổi từ nối tiếp ra song song, và chân số 19 sẽ là chân trạng thái của cái quá trình chuyển đổi này, đúng không? Chân này bằng 1 thì quá trình chuyển đổi đã xong. Được chưa các em? Hiểu chưa? Nào, tương tự như thế, tương tự như thế cho chân TBRE và TBRN. Đó. Chân TBRN của chúng ta cũng là chân điều khiển.
Đó, yêu cầu phải đưa vào cái mức lâu thì mới cho phép chuyển đổi cái quá trình từ vào song song ra nối tiếp để đưa về máy tính, đưa vào chân lưỡi của máy tính. Thì thông thường cái chân TBRN này à, chúng ta tốt nhất là chúng ta lấy tín hiệu chính là tín hiệu xung điều khiển của CDP6402, hay nói cách khác là TBRN sẽ được nối với lại TRC và RLC. Hiểu chưa? TRC và RLC nhé, được nối tiếp như thế. À, chúng ta xem một cái ví dụ, à, chúng ta xem cái ví dụ ghép nối CDP6402 với lại cổng COM. Ví dụ như là ở cái hình 3.4 này đi. À, với cái ví dụ ở hình 3.4 này thì các em thấy là trước hết là chúng ta xét tới cái sơ đồ cấp nguồn. Sơ đồ cấp nguồn cho cái module này. Các em thấy cái sơ đồ cấp nguồn này có gì lạ không? Sơ đồ cấp nguồn ở đây sử dụng IC ổn áp gì nhỉ? 78L05. 78L05 để ra ổn áp 5V cấp nguồn cho các IC số, đúng không nhỉ? Phúc có thấy cái điểm nào lạ lạ ở cái sơ đồ ổn áp này không? Thì em thấy có người ta thường xài là 7805 mà cái này xài 78L05. 7805 hay 78L05 thì nó cũng là một em. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là cái vấn đề mà để ra được ổn áp 5V ấy, thì thông thường cái nguồn cấp cho IC này sẽ là bao nhiêu? Thì lớn hơn 5V. Khoảng 9V. 9V cho nó ổn áp, cho ổn định. Đúng không ạ? Thông thường là 9V. Thế nhưng mà trong cái sơ đồ này thì em thấy là nó cấp từ từ chân nào? Dạ, RT và... RTS và... RTS và DTR. Có nghĩa là lấy chính hai chân của thanh ghi nào? Thanh ghi nào của cổng COM nhỉ? Thanh ghi dữ liệu. Thanh ghi điều khiển. Chân đầu ra phải là thanh ghi điều khiển chứ. Đúng không? Và mắc là mắc hai con diode thuận. Mắc hai con diode thuận. Đúng không? Còn chân nối đất thì là nối với đất rồi. Đúng không? Để làm gì? Hai chân này ra điện áp là từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Hai chân của thanh ghi điều khiển cổng COM ra điện áp là từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Trừ 12V tới cộng 12V. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ trong chương trình điều khiển thầy cho cả hai chân này ra là tín hiệu là 0. Cho mức logic ra cho hai chân này là bằng 0. Thì có đủ nguồn nuôi cho cái con 7805 này không? Dùng hai chân bởi vì là để cho tăng cường cái cường độ dòng điện lên. Yeah. Thì đều là 12V ở hai chân này. Đúng không? Đều là 12V ở hai chân này. Có đủ điện áp cho 7805 không? Đủ đúng không? Có nghĩa là trong chương trình tôi khi mà tôi muốn sơ đồ này hoạt động, tôi xuất tín hiệu bằng 0. Ra hai chân RTS và DTR thì sơ đồ này sẽ hoạt động. Còn nếu mà tôi muốn tắt cái sơ đồ này thì tôi chỉ việc là cấp cái tín hiệu là -1 là bằng 1 ra hai chân DTR và RTS, tôi dùng máy tính tôi điều khiển đóng tắt cái module này luôn, được chưa nhỉ? Chứ không cần phải là một cái nguồn độc lập để mà cấp nguồn cho module này nữa, mà là nguồn điều khiển từ máy tính luôn. Được chưa các em? Đó. Đó là cái cách mà tôi cấp nguồn cho module này và để điều khiển bằng máy tính luôn, cấp nguồn. Đó, đóng tắt nguồn module này. Ở trong cái module này thì các em thấy là nó cũng truyền 8 bit vào và 8 bit ra, đúng không? Ở đây là 8 bit vào. 8 bit vào. Ở đây là 8 bit vào. Đó. 8 bit vào này ấy, thì module này sử dụng hai cái IC. Hai IC này là hai IC dồn kênh 74HC151. 8 đầu vào, 1 đầu ra.
Tại sao lại phải sử dụng IC dồn kênh 74H5 74HC151 được nhỉ? Sao không dùng một IC để cho 8 bit là được mà lại phải là 2 IC? Các em có hiểu là vì sao chỗ này phải sử dụng tới 2 IC dồn kênh 74HC151 không? Có hiểu không? Mặc dù là dữ liệu trên đường truyền của cổng COM của chúng ta thì có 8 bit. Tuy nhiên là khung đường truyền thì lại nhiều hơn 8 bit. Đúng không ạ? Bởi vì là ít nhất là nó phải có một bit start, một bit stop, ít nhất là như thế, vậy tổng cộng sẽ là 10 bit. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì dẫn tới là để mô phỏng được là đường truyền dữ liệu 8 bit vào thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng 2 IC dồn kênh. 2 IC dồn kênh. Thì với 2 IC dồn kênh này thì các em thấy là cái cách thức người ta làm như sau. Cái thứ nhất là như thế nào? Khi mà ở trạng thái rảnh, đường truyền rảnh thì sẽ tương ứng với bit D0, D1, D2 của IC74HC151 thứ nhất là nối với dương nguồn, có nghĩa là dữ liệu của chúng ta ở đây trên đường truyền là 1, đường truyền rảnh, đúng không ạ? Đó. À, 1 đi qua đảo thì bằng 0, có nghĩa là 5V đảo xuống thì bằng 0V. Và thông qua một cái IC giới hạn tín hiệu ở kia thì có thể là đưa xuống cái mức điện áp là trong khoảng từ -3V tới -5V. Các em nhìn thấy 1/6 IC74HC14 không? Các em nhìn thấy không? Cái nguyên lý hoạt động của IC này là như sau nhé. Nó đảo tín hiệu số TTL, đúng không? Đồng thời là có thể là ổn áp kéo nó xuống một cái giá trị điện áp là từ -3 tới -5V. Đấy ạ. Đấy không? Mức 1V, mức logic 1 từ D0 tới D2 của 74HC151 thứ nhất nha. Đi qua IC này. Đấy, lẽ ra là 5V thì nó sẽ đảo xuống là còn 0V và đưa xuống cái mức điện áp giới hạn phía dưới là -3V tới -5V đến chân RXD. Thế thì -3V tới -5V đối đến chân RXD thì sẽ tương ứng với tín hiệu logic là bằng bao nhiêu theo chuẩn RS232? Từ -3 tới -5 thì tương ứng với lại tín hiệu logic là bằng bao nhiêu? Bằng 1 đúng không? Đó, thế thì giữ nguyên so với lại giá trị logic từ D0 tới D2 rồi. Được chưa? Đúng nhỉ? Rồi, tiếp theo là D3 sẽ là một start bit. D3 sẽ là một start bit, các em nhìn xuống này, D3 một start bit này. Đúng không ạ? Một start bit truyền đến đây thì giá trị logic của chúng ta ở đây là 0. Đi qua đảo thì sẽ là 5V. Đúng không ạ? 5V thì RS232 sẽ hiểu là logic mấy? 0. 5V là thuộc từ 3 tới 12 đúng không ạ? Thì sẽ hiểu là 0. Nào, trùng với lại start bit này chưa? Không, không. À, lúc này bắt đầu là dữ liệu 8 bit dữ liệu đưa vào. Đúng không ạ? Từ D4 đến D7 của IC dồn kênh thứ nhất và từ D0 tới D3 của IC dồn kênh thứ hai. Được chưa? Sau đó tiếp tục là một cái stop bit ở D4 IC dồn kênh thứ hai. Vân vân. Và cuối cùng là đến D7 vẫn là stop bit, là vẫn là giá trị dương, có nghĩa là đường truyền của chúng ta vẫn là trạng thái rảnh. Được chưa? À, còn cái tần số truyền ở đây là bằng chính là cái tần số truyền của đường truyền, đúng không ạ? Tạo lên bởi cái IC giải mã 74HC161 đưa đầu ra các chân từ QA tới QD cấp cho chân địa chỉ của hai IC dồn kênh là từ ABC của hai IC dồn kênh và đồng thời là điều khiển luôn cái chân trọng chip của hai IC này. Đấy thì sơ đồ này là sơ đồ giả lập một cái module 8 bit đầu vào, đưa vào cổng COM của máy tính, đưa vào cổng COM của máy tính, đưa vào thanh ghi dữ liệu của máy tính, 8 bit đầu vào. Còn quay lại với CDB6402 thì chúng ta tìm hiểu cái sơ đồ vừa rồi, chúng ta sử dụng bộ MAC232 đi. Đây, CDB6402 đây.
Đó, mắc 232. Đó, thì các em thấy là như thầy đã nói ở trên, cái chân DRR là điều khiển cái quá trình chuyển đổi cái tín hiệu vào nối tiếp vào cái chân RRI này. Đúng không? Mà ra, đó là ra các chân từ D0L tới D7L này, ra song song đó. Đó. Thì chân này sử dụng luôn chính cái đường truyền từ chân TXD của cổng com. Đúng không? TXD cổng com này. Chỗ này là RS232 nhé. Đi qua mắc 232 thì ra đây sẽ là TTN. Đấy chưa? Sử dụng đúng cái đường truyền này để điều khiển cho chân BRR. Đúng không ạ? Còn cái chân TBRN này ra nối đây, nhưng thực chất ra này chúng ta sẽ nối hai với lại hai cái chân, đó là chân TRC và RRC. Thì chúng ta điều khiển cái chân TBRN này. Đó. Còn cái sơ đồ tiếp theo ở đây ấy, là các em thấy là để cấu hình cho cái khung truyền dữ liệu cho CDP6402, đúng không ạ? Theo cái cấu hình này thì các em thấy là các chân CLS2, CLS1 thì được nối với đại dương nguồn, đúng không ạ? Nối với 1, PI nối với 1, đúng không ạ? EPE nối với 0 và SPS cũng nối với 0. Vậy thì cái khung truyền dữ liệu này của chúng ta là 1 bit stop, 8 bit dữ liệu và 0 parity bit cho cái bảng cái bảng chân lý của CDP6402, thì chúng ta sẽ có được cái điều đó. Đó. Nào ở đây các em thấy là có sử dụng cái những cái tụ mà nối giữa dương nguồn với lại đất này để làm gì em? Dạ, đã ổn định cái nguồn cho cái xe này, tránh bị sụt nguồn đột ngột. À, tránh bị nhiễu đúng không ạ? Tránh bị sang phẳng điện áp đấy, đúng không ạ? Làm chất lượng điện áp cho các chân điều khiển này cách tốt hơn, đúng không ạ? Thế còn cái MR đây chính là cái master reset ấy, đúng không ạ? Master reset. Thì cái sơ đồ này chúng ta cũng đã được làm quen ở trong cái môn kỹ thuật vi xử lý rồi, đúng không ạ? Sử dụng tụ điện và điện trở, sử dụng tụ điện và điện trở reset. À, ở trong sơ đồ này có một cái IC nữa, đó là IC74HC4060 để tạo ra cái tần số gấp 16 lần tần số của đường truyền ấy. Đúng không? Thì trước hết là chúng ta cũng sẽ sử dụng thạch anh Q1 ở đây, thạch anh của chúng ta trong cái sơ đồ này thạch anh là 4,9152 MHz, đúng không? Kết nối theo cái sơ đồ này đưa vào hai chân RX và RCX của IC tạo xung, thì chúng ta sẽ có đầu ra của các cái chân đầu ra này từ Q4 tới Q14 này, đúng không? Nó sẽ tương ứng với lại các tốc độ, đó là tốc độ 19,2 kilobaud, 9,6 kilobaud, 4,8 kilobaud và 2,4 kilobaud. Đó. Cái này là tốc độ tương ứng với tốc độ truyền nhé, tốc độ truyền của cổng com. Nhưng thực chất ra là dao động ở trên cái chân này là nó gấp 16 lần tốc độ truyền. Có nghĩa là ví dụ như là ở đây chúng ta dùng cái tốc độ là 9600 thì cái chân này nó sẽ ra cái tần số của nó là 9600 nhân với 16 để chúng ta đưa vào hai chân TRC và RRC. Được chưa? Nào có ai có thắc mắc gì về cái module này không? Dạ thầy, nói lại lần nữa được không thầy? Em không hiểu chỗ nào. Thầy nói nhiều quá rồi, bây giờ bắt thầy nói lại. Không hiểu chỗ nào nào? Không hiểu chỗ nào đặt câu hỏi cho thầy, thầy còn biết. Không hiểu chỗ nào em? Cái module 74HC4060 đó thầy. Ừ. Module 74HC4060 kết nối theo cái sơ đồ này để tạo ra được những cái tần số dao động ở những cái chân đầu ra Q4, Q5, Q6, Q7 gấp 16 lần những cái tốc độ truyền quy ước ở đây là 19,2, 9,6, 4,8 và 2,4 kilobaud. Ví dụ như là ở đây nhá, chúng ta chọn tốc độ truyền là 19,2 thì ở đây các em thấy là có một cái ghim này, chúng ta có thể ghim hai cái đỉnh này lại với nhau, đúng không ạ? Nếu mà không ấy, chúng ta rút cái ghim này ra, chúng ta cắm vào 9,6 thì chỗ này là tần số dao động đầu ra ở đây sẽ là 9,6 kHz mà nhân với lại 16. Được chưa? Không phải, nó không có liên quan tới cái thạch anh 4915 hả thầy?
4915 là để tạo ra được cái tín hiệu ở chất các chân Q4, Q14 như thế em. Nếu mà em không có cái thạch anh này mà em sử dụng thạch anh khác thì những cái giá trị của tụ điện và giá trị của điện trở phải thay đổi. Các em có thể check cái datasheet của 74HC4060 xem là nó ra cái dao động đưa vào hai chân RX và RX ấy là bằng bao nhiêu. Để ra Q4 là 19,2 kHz nhân với lại 16 nhé. Có thể check cái phần này, các em tự check ở trong cái datasheet của nó, cách đơn giản thôi. Đó, thế thì qua cái phần này các em thấy được là cái việc mà tôi ghép nối các thiết bị ngoại vi là tín hiệu số với lại cổng COM của máy tính, nói chính xác hơn là thanh ghi dữ liệu của cổng COM, thì chúng ta thông thường là chúng ta phải sử dụng các bộ biến đổi từ nối tiếp sang song song và từ song song sang nối tiếp. Và ví dụ ở đây là CDT6402. Khi mà sử dụng những cái bộ chuyển đổi này thì các em lưu ý cho thầy ba cái vấn đề mà chúng ta đã đặt ra ba câu hỏi thì chúng ta giải đáp rồi đó. Cái thứ nhất là giải quyết cái vấn đề xác định tốc độ truyền của bộ chuyển đổi. Cái thứ hai là khung truyền dữ liệu. Và cái thứ ba là cái tín hiệu điều khiển cho bộ chuyển đổi. Nha. Đó, ba cái vấn đề đó. Những cái IC khác tương tự như vậy. Đúng không? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta sử dụng vi điều khiển. Đúng không? Chúng ta dùng vi điều khiển thì chúng ta lập trình vi điều khiển các thứ là cũng đơn giản hơn rất là nhiều lần rồi. Đúng không? Thế nhưng mà một số những cái ứng dụng thì lại sử dụng những cái IC số chuyển đổi này. Bởi vì là nó sẽ tăng cái thì độ tin cậy của hệ thống, tăng độ tin cậy của hệ thống. Đúng không? Rõ ràng là những IC mà làm việc không cần phải có chương trình thì rõ ràng sẽ tin cậy hơn rất nhiều so với những IC mà sử dụng chương trình. Đúng không ạ? Tin cậy hơn rất nhiều so với lại vi điều khiển. Nào các em hiểu được cái phần này chưa? Dạ rồi thầy. Trong cái khuôn khổ của những cái bài thí nghiệm hoặc là những cái bài thực hành sau này là luận văn tốt nghiệp của chúng ta đấy, thì các em ít khi các em sử dụng những cái loại IC này. Thế nhưng mà trong thực tế thì chúng ta lại sử dụng rất là nhiều, bởi vì là so sánh về độ tin cậy thì IC này sẽ tốt hơn rất nhiều so với lại vi điều khiển nha. Có lẽ là chúng ta tạm nghỉ đến 2:20 nha, 10 phút đi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục.